Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Mục Thiên Huy với bộ đồ sơ mi trắng đứng trầm ngâm ngước lên là bầu trời. Không chỉ ban đêm trong quỷ dị mà ngay cả mặt trăng cũng bất thường. Có con côn trùng bay lên rồi gãy cánh. Mục diệt nhiên, sau khi tận thế xuất hiện, mặt trăng luôn có màu máu. Nhưng mặt trăng nơi đây lại bình thường. Cô ấy vội chạy sang, chú hai, cho cháu mượn lực từ cánh tay máy của chú đưa cháu lên đó rồi cánh tay đạp một cái mục diệt nhiên bay lên cầm theo chiếc kiếm đom đóm điện tử không có sức mạnh tấn công và phòng thủ chỉ có thể dựa vào bản thân đi phá mái vòm giả này thôi mục thiên huy đứng dưới nhìn vẫn chưa đủ mái vòm thật sự cao quá tiểu nhiên vẫn không nhảy lên đó lãnh trường thanh đạp vào cánh tay lực đó đưa tôi lên đi cho cô ấy mượn lực lần hai mục diệt nhiên không thể tới đích bực mình chết tiệt ngay cả tiến hóa ghen cộng thêm sức mạnh của cánh tay máy vẫn không đủ để nhảy đến mái vòm sao nghe tiếng đằng sau không phải tôi đã nói rồi sao lãnh trường thanh xuất hiện có tôi ở đây em cứ việc tiến về phía trước rồi cô ấy đạp lên à người đàn ông đáng tin như vậy thật đúng là khiến người ta không thích không được mà có tiếng ầm nổ tung cô ấy đã đến mái vòm sao không ngờ lại là một thành phố lơ lửng giữa không trung trước mặt cô là hồ nước hồ nước phát sáng này chắc là mặt trăng mà bọn mình nhìn thấy khi ở dưới cô ấy nhìn xuống hồ nước thấy bóng gì đó đây rốt cuộc là dạ vô miên xuất hiện đây là ông trời chảy nước mũi sao mục thiên huy nói đừng ngốc nữa mau leo lên đó đi đó là sợi bạc tiểu nhiên dùng dị năng hệ mộc tạo ra thông qua thoi trời đó lãnh trường thanh nhìn những chiếc cột bóng đó hình phạt đầu tiên trong bảy cực hình lớn đâm xuyên dạ vô miên ngồi bụp xuống trời má đáng sợ quá tàn nhẫn dữ vậy thì ra là địa ngục trên trời sao mục diệt nhiên tới gần xoa đầu cậu ấy đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cậu nói đến thì tiểu miên tuy là sĩ quan phụ tá của lãnh trường thanh nhưng vì lãnh trường thanh quá mạnh nên thằng nhóc này giống như một đứa trẻ to xác vậy luôn sống dưới sự che chở của Lãnh Trường Thanh nên cậu ta vẫn chưa đối diện thực sự với sự máu tanh và đen tối của thế giới này. Lãnh Trường Thanh hét, "Đừng chiều cậu ta quá, bảo vệ quá mức sẽ có hại cho cậu ta đó. Câu này anh nên nói với mình mới đúng chứ." Cô ấy đưa tay lên xoa mặt Lãnh Trường Thanh. Anh ấy nói, "Ừ, do tôi không làm gương tốt nên mới để em phụ sướng phụ tùy." Dạ Vô Miên muốn tự chọc mù mắt, nhưng cô ấy lại nhéo má Lãnh Trường Thanh và cáu gắt, "Tôi nói này, anh đừng luôn ra vẻ nghiêm túc và chiếm hời tôi được không? Toang rồi." không cẩn thận tự nhiên nhéo mặt anh ta rồi. Đây là lãnh trường thanh đó, bây giờ chắc anh ta muốn giết mình rồi. Có tiếng cục cục, là vài tên mặc bộ đồ đen choàng áo đâu cầm khẩu súng, các người là ai? Sao dám xông vào thánh vực, mục diệt nhiên thở nặng, đây là lần đầu tiên bị người khác chĩa súng vào. Vậy mà lại cảm thấy như được cứu, trước một tòa lâu đài, mục diệt nhiên và mục thiên huy đang bị dẫn đi. Vừa rồi chú đã theo dõi phản ứng năng lượng khổng lồ trong hồ, không? Nên nói rằng hồ nước chính là nguồn năng lượng, tóm lại tình huống chưa rõ, mọi người đừng manh động đến một tượng đài hình người phụ nữ có cánh thưa ngài đã dẫn kẻ xâm nhập đến rồi ông lão đầu bạc đang đứng trước đó quay đầu lại nhìn ha 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 các người muốn chơi chung không trên tay ông đang cầm thứ gì đó cả ba người họ mặt ngây ra thắc mắc một tên tóc vàng nói chúng ta là sứ đồ của chúa là sứ giả của tình yêu và chính nghĩa sao có thể bất lịch sự với khách như vậy tôi là môn đồ của cha sứ cha sứ đã lớn tuổi nên có hơi ngốc mong các vị không phiền mục diệt nhiên đứng trước mặt hắn vấn đáp Hình ảnh bi thảm ngoài quảng trường là tình yêu và chính nghĩa mà các người truyền bá à? Đó là zombie biến dị, chúng tôi làm vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi." Cô ấy quay người đi và thầm nghĩ, "Zombie, mình cũng là dị năng giả sao mình không rõ được chứ? Những người bị hành hình đều là dị năng giả." Tên tóc vàng lại nói, "Chắc mọi người cũng đã nhìn thấy hồ nước lớn phát sáng bên ngoài nhỉ, nhờ có nó cung cấp năng lượng mà chúng tôi có thể chế tạo mái vòm giả và thánh vực trôi lơ lửng này." Hắn giơ tay vẻ tự hào, "Những thứ này đều do ơn Chúa." khiến chúng tôi có thể có được thiên đường bình yên như này trong tận thế được rồi những lữ khách này chắc chạy trong tận thế đã mệt rồi các người dẫn bọn họ nghỉ ngơi đi ra lệnh cho thuộc hạ vâng thưa ngài mục diệt nhiên vừa nhìn mấy tên thuộc hạ vừa suy nghĩ ngài vì sao những người này lại tôn kính với một môn đồ như thế khoan đã nếu như tiếng ngài này ngay từ đầu đã không phải gọi cha xứ mà là gọi bé trai này thì sao chẳng lẽ bé trai này dạ vô miên nhìn quảng trường với những xác đang treo nơi này vậy mà có thể trôi giữa trời chẳng lẽ có thần linh thật sao mục diệt nhiên đứng nhìn với đôi mắt đam đam thần cho dù có thật thì cũng chết rồi bởi vì thế giới có thần linh chắc chắn sẽ không giống như bây giờ mục thiên huy đưa hai ngón tay lên mặt ư ừ, mái vòm giả cũng chỉ làm từ ảnh ba chiều sau đó trang bị thêm lưới điện tử để ngăn ngừa bị phá hoại nơi này có thể lơ lửng trên trời là vì chất lỏng kỳ lạ trong hồ cung cấp năng lượng bên dưới có chôn thiết bị tạo ra siêu từ trường lơ lửng bọn thuộc hạ quát nay các người lề mề cái gì muốn chết à đi nhanh lên ừ mục diệt nhiên ngoảnh lại lường nếu tay sai hung ác thì chủ cũng không ra gì, thằng nhóc ấy chắc chắn có vấn đề. Trong căn phòng có tên tóc vàng và lão đầu già, sắp xếp xong rồi à?" lão hỏi. "Vâng đã sắp xếp theo căn dặn của ngài rồi." Một người đàn bà mặc váy đỏ ngồi trên ghế gần pho tượng nói, "Chuyện cậu cố ý làm lộ cảm ứng nhiệt để bọn chúng phát hiện ra nơi này làm rất tốt. Chuyện này thành công thì tôi sẽ nói tốt về cậu trước mặt alpha, trước tòa nhà trắng lệ và bầu trời đầy sao." Trong căn phòng, Mục Diệp Thiên nhìn chiếc bàn tay của mình mình vẫn luôn cho rằng thuộc tính thực vật dị năng hệ mục của mình chắc là hoa đào mãi đến khi lên cấp toái địa mới phát hiện thì ra là hai cây xa là quả nhiên đám người kia đến rồi cô ấy vuốt tóc và cầm theo đao tiếp theo đây mọi người hãy nghe theo chỉ thị của tôi rồi hành động tương ứng mấy tên thuộc hạ đứng ngoài cửa cuối cùng cũng chờ được mệnh lệnh ra tay của cha xứ mấy con cừu đi lạc này đều phải chết mục diệt nhiên đang nhìn ra phía cửa sổ rồi bọn thuộc hạ phá cửa xông vào bắn nhưng cô ấy đã lấy thanh kiếm đỡ tên thuộc hạ mặt nham hiểm ngu ngốc bọn mày trúng kế rồi. Cô ấy vẫn đỡ những viên đạn, nhưng sau đó cả ba người đều bị trúng. Ha ha ha, bọn mày tò mò những viên bi này có tác dụng gì à? Tên thuộc hạ cười lớn. Đạn mà tụi tao bắn chẳng qua là dụ bọn mày tấn công hoặc tránh né thôi. Những người học đều đã bị trúng viên bi. Phập, phập, những viên bi này mới thật sự là sát chiêu. Chúng đều là cây gai của cha xứ. Xiên rồi xiên rồi ha ha a, à. lần này xiên được năm đứa. Tên thuộc hạ cười lớn. Dạ vô miên cả người mệt mỏi. Chị dâu rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy? thiên thu tuyết cũng thầm mắng chết tiệt vì sao mình phải nghe lời à chứ mục diệt nhiên cũng mệt lả người được rồi xuống hết đi năng lực của hai cây sala là sao chép một ảo giác giống hệt trong phạm vị nhất định thanh khiếm trên tay dần biến mất chỉ có mình mới có thể thấy từng hành động bên trong ảo giác đó bọn mình ở bên đây làm động tác gì thì bên ảo giác cũng sẽ làm làm hành động tương tự chỉ là sao chép cả một tòa nhà và mọi thứ bên trong khiến mình tiêu hao quá nhiều dị năng rồi bên khu khác tên thuộc hạ đang báo cáo thưa ngài theo mệnh lệnh của ngài chúng tôi đã xiên hết bọn chúng rồi tên tóc vàng liếc nhìn một cái làm tốt lắm đi lựa những cơ thể trẻ tuổi đem đến quảng trường tôi sẽ giúp các người hoàn thành nghi lễ rửa tội hắn quay sang nhìn khổng phỉ phỉ ngài muốn khổng phỉ phỉ tháo mũ choàng xuống mọi chuyện thuận lợi quá khiến ta hơi bất an ta muốn đích thân đi xác nhận ra con tiện nhân đó chết chưa tên thuộc hạ đáp xin ngài hãy yên tâm chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng bị cọc gỗ xuyên qua tuyệt đối không khổng phỉ phỉ vung tay một khí đen xuyên thủng cơ thể tên kia tin tưởng ngươi ngươi là cái thá gì mà dám nghi ngờ ta bên ngoài những người bị cây cọc xiên như thịt nướng một ông lão lên tiếng thưa cha sứ xin hãy tiến hành rửa tội cho chúng tôi tên tóc vàng múc nước dưới hổ các ngươi vốn không phải dị năng giả nhưng chỉ cần các ngươi cùng những đứa trẻ dị năng giả đều bị trói trên cọc gỗ đâm xuyên này tưới thêm nước thánh vọng thư lên trên cọc gỗ nước thánh sẽ kích thích cọc gỗ sinh trưởng lần nữa cọc gỗ sinh trưởng lần nữa sẽ tự động xâm nhập vào trong đầu các ngươi hấp thu ký ức của hai người đang trói trong một cọc gỗ vậy là hoàn tất lễ rửa tội tên kia cầm lọ nước thánh lên mặt nham hiểm sau khi rửa tội xong các người sẽ chiếm lấy cơ thể của những đứa trẻ không chỉ có được tuổi thọ dài hơn mà còn trở thành dị năng giả cả đám kia hô to cánh cổng thiên đường vạn tuế cánh cổng thiên đường vạn tuế trong căn biệt thự trống rỗng không phì phì tức giận cả cơ thể ả à ta run rẩy mình biết ngay mà vạn tuế cái con khỉ một đám vô dụng trong nước chòi lên một ống thở mục diệt nhiên dưới nước chứng kiến toàn bộ quả nhiên là vậy thằng nhóc đó mới là cha xứ còn cha xứ già đó chính là thằng nhóc nguyên bản Mục Thiên Huy và Dạ Vô Miên cũng trong nước. Mục Thiên Huy cảm nhận được chiếc kính phát hiện tốc độ dòng chảy của nước đang yếu dần. Chẳng lẽ có thứ gì đó đang tới gần bọn mình sao? Dạ Vô Miên với suy nghĩ xấu xa, hai tay chắp lại. Bây giờ đúng là cơ hội tốt để mình trừ khử Ác Ma Zét, cướp pháo năng lượng, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Một cái đuôi dài vươn ra. Dạ Vô Miên trong lúc vô tình đã mở miệng làm ống thở rơi xuống. Cứu! Sinh vật lạ quấn lấy cơ thể Dạ Vô Miên. Mục Diệt Nhiên cảm nhận được, cô bơi tới. Trong hồ vậy mà cũng có sinh vật biến dị nhưng kích thước lớn như này nó dựa vào cái gì để nuôi cô dùng kiếm đâm vào con quái đầu nó ngoảnh lại tính cắn cô tấn công đuôi rắn sẽ không gây ảnh hưởng chí mạng với nó mục diệt nhiên lộn nhào một vòng đánh rắn phải đánh bảy tấc vì đó là vị trí tim của nó có lẽ là tấn công vào vị trí một phần bảy thân rắn chính là chỗ này cô đâm xuyên qua cơ thể nó chiếc đuôi dần buông lỏng dã vô miên nhưng thêm một cái đầu nữa đầu rắn thứ hai rõ ràng là mình đã đâm qua tim nó chẳng lẽ nó cũng có hai trái tim con rắn lao tới lãnh trường thanh xuất hiện đưa cho dạ vô miên ống thở lão đại đưa ống trúc cho mình vì mình và anh ấy không tiếc hy sinh bản thân sao lãnh trường thanh tiến tới ôm lấy mục diệt nhiên rồi truyền khí cho cô bằng một nụ hôn dạ vô miên tan nát cõi lòng mới lạ đấy anh ấy đi cứu chị dâu cứu mình chẳng qua chỉ tiện tay thiên thu tuyết thấy vậy nên cũng nhả ống thở ra chết tiệt lại để con ả à lẳng lơ đó chiếm hơi rồi mình cũng giả vờ đuối nước ép trường thanh cứu mình dạ vô miên thấy vậy bơi đến chỗ thiên thu tuyết ấy cô ta đuối nước rồi lão đại với chị dâu đang bận ác ma Z không đáng tin, chỉ có mình mới giúp cô ta được. Dạ vô miên tiến sát gần thiên thu tuyết. Tên khốn này đang làm gì vậy? Dạ vô miên còn đang tự khen mình, chỉ số IQ của mình quả nhiên lợi hại. Như thế này thì mình có thể duy trì hô hấp của mình. Cũng có thể dùng mũi để cung cấp oxy cho cô ta. Chiêu này mình đặt là lớp feeding, thiên thu tuyết dãy ruộng, có thứ chảy vào miệng mình, trong cô ta kích động kìa. Hiến sức quyến rũ đáng chết không ai địch lại của mình. Trên mặt nước, tên tóc vàng, đứng quan sát những người bị xiên thật sự cảm ơn những dị năng giả bị bọn mình lừa đến đây nhờ tinh hạch của bọn chúng mà mình mới có thể tạo ra hồ năng lượng bây giờ ngay cả con cái của bọn họ cũng đang cung cấp cơ thể và dị năng cho bọn mình tên kia cười xấu xa ha 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 tận dụng hết chúng mày là sự từ bi lớn nhất của tụi tao dành cho những kẻ yếu đuối như chúng mày đó một luồng khí đen lao đến đâm xuyên cơ thể tên bị treo đây là không phỉ phỉ tức giận mắng chửi một lũ vô dụng chết hết đi bọn mày vậy mà để con đĩ mục diệt nhiên chết tiệt trốn thoát trốn ư giọng nói vang lên khổng phỉ phỉ quay đầu lại tao vẫn luôn chờ mày ở đây mục diệt nhiên và lãnh trường thanh ngoi lên khỏi mặt nước thanh kiếm chạm đất bọn tao đã chờ giờ khắc này lâu lắm rồi lần này mày chắc chắn phải chết không phỉ phỉ vung tay tao chắc chắn phải chết ư hư mày đang nói cái quái gì mà nực cười thế mày có xinh đẹp có mạnh mẽ có thông minh như tao không cô ta chỉ tay tao thực sự không nghĩ ra mày hơn tao ở điểm nào vậy thì mày dựa vào cái gì để đánh bại tao đây mục diệt nhiên dùng ngọn lửa thiêu đốt thứ vô dụng thì đừng có mà mạnh miệng mày non lắm non đến nỗi tao chẳng buồn vung kiếm với mày khổng phì phì hớt tóc điều này chứng minh rằng mày chính là ả đàn bà siêu mạnh đó như nữ thần tao đây vẫn đẹp va thông minh hơn mày mày lấy cái gì để so với tao đây lãnh trường thanh tức giận đấm cho ả một phát con thần kinh bình thường đã tẩm rồi nhưng chỉ đáng đánh thôi còn bây giờ thì mày đáng chết luôn đấy khổng phỉ phỉ quay lại chết tiệt mày dám đánh khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của tao hả ra đi nào con của mẹ giết bọn chúng an tươi nuốt sống bọn chúng cho mẹ mặt nước nổi đầy bong bóng một cái cây mọc lên toàn đầu rắn đây là hạt giống dị năng tao dùng dị năng mộc kết ra sau đó liên tục đút đồ ăn cho rắn biến dị mới tạo ra được con này à ta cười như mụ điên ha 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 giờ chết của chúng mày đến rồi nếu bây giờ chúng mày vừa đập đầu vừa liếm chân tao thì tao sẽ suy nghĩ lại chuyện cho chúng mày chết toàn thây mục diệt nhiên vung một nhát kiếm cắt đôi những con rắn khổng phỉ phỉ mày chưa rõ tình hình nhỉ mày chỉ đang dãy chết mà thôi mục diệt nhiên vác đầu con rắn lên con rắn chạm vào hồ nước cơ thể nó lại mọc lại khổng phỉ phỉ đắc ý kẻ không rõ tình hình là mày đấy con ý con của tao chỉ cần hấp thu chất lỏng năng lượng trong hồ là cơ thể nó sẽ sống lại vô hạn ở đây nó là vô địch mục diệt nhiên bình tĩnh ồ vậy hả thất 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 xuất hiện dạ vô miên bên cạnh chó ngốc uống cạn cái hồ này đi cho cái cây rắn đó không còn nước để hấp thu nữa mục diệt nhiên tức giận đừng ra mấy cái lệnh kỳ quái đó cho thất thất nữa em ấy sẽ bị kéo tụt ai cứu mất dạ vô miên nhỏ bé đáp người ta chỉ muốn bày mưu tính kế giúp thôi mà mục diệt nhiên ra lệnh thất thất em đi giúp mấy người chú hai cứu những đứa bé đi mục diệt nhiên suy nghĩ đến lời nói của dạ vô miên lời tiểu miên nói trái lại đánh bừa mà chúng nó giúp mình nghĩ ra một cách để phá cuộc chỉ là cách này cần khác nhiều thời gian để chuẩn bị mục diệt nhiên ngồi giữa hồ nói trường thanh tôi cần anh giúp thu hút sự chú ý của con quái vậy đó lãnh trường thanh vui vẻ rất vui được giúp em anh không hỏi tôi muốn làm gì à lãnh trường thanh vung kiếm không quan trọng mọi mong muốn của em tôi đều sẽ thực hiện thiên thu tuyết mặt mày cao có à hồ ly lẳng lơ này lại mê hoặc anh trường thanh đi làm chuyện nguy hiểm rồi còn bản thân thì nhàn nhã ngồi ở đó chết tiệt đáng nhẽ sự cương chiều của lãnh trường thanh phải thuộc về mình một cục đá bay tới phía cô ta thiên thu tuyết dùng gậy đánh bay đi này cậu và tôi không phải là kẻ thù địch đâu tôi đã muốn giết con ả à đó từ lâu rồi nhân lúc ả à ngồi ở đó và không chú ý chúng ta cùng giết ả à đi tên tóc vàng khinh bỉ hư chắc chúng mày đã biết về cơ thể này của tao rồi nhỉ là cướp đoạt được đấy tao đã sống hơn nửa đời người rồi chút mánh khóe ấy mà dám lừa tao ư bên mục thiên huy tiểu miên cậu giữ chân khổng phỉ phỉ đi Tôi cứu những đứa bé kia xong thì quay về giúp cậu, ok chứ, cứ giao cho tôi. Dạ vô miên lòng thầm mắng, tên ác ma này dám coi thường mình à. Dạ vô miên nhảy lên, bắt bổn đại gia đây đi đối phó với nhân vật nhỏ nhoi đó, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà mà. Không phỉ phì tức giận, chúng đang giễu cợt mình ư, dám cử một đứa thế tới đánh với mình nữa chứ, những dây leo quấn quanh người dạ vô miên. Chúng quất mạnh vào phần thân dưới của dạ vô miên làm vỡ trứng, hồn lìa khỏi xác gà con bay lơ lững. không phì phì nhìn về phía hồ, xem ra bên kia cũng không xong rồi để tao chống mắt lên xem rốt cuộc ả à chọn cứu ai, tao muốn con đi đó sống không bằng chết, để nó phải trơ mắt nhìn những người mà nó để ý chết từng đứa một. Dạ vô miên bị treo giữa không trung, chị dâu cứu em, mục diệt nhiên sử dụng tiến hóa gen cấp 2, cả cơ thể toát ra lửa, cô lao tới, không, sẽ không ai chết trước mặt tao cả, cô đấm một cú vào ngực khổng phỉ phỉ, tao không cho phép, ả à ta ngã xuống đất, ha chắc không, mày chọn đến cứu thằng thiểu năng này à, vậy thì người đàn ông của mày chắc chắn phải chết, hư đúng gã đàn ông ngu xuẩn, nếu ban đầu hắn chọn tao thì sẽ không chết khó coi như vậy rồi mục diệt nhiên bóp cổ ả à ta nâng lên chút hơi thở cuối cùng cho tao đi xem nào khổng phỉ phỉ nhìn xuống hồ mặt hồ cạn nước con đi đó hóa ra nó vừa mới dùng dị năng hệ thủy để hấp thu chất lỏng năng lượng trong hồ nước mục diệt nhiên dùng kiếm đâm xuyên cơ thể của ả à. người đàn ông ấy vẫn luôn bảo vệ tao những sợi xích vàng quấn quanh cây rắn nước hồ năng lượng không còn xác thịt không thể nào mọc lại được nữa lãnh trường thanh sử dụng kỳ kim thiên tỏa tóe lên như những tia điện chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Mục Diệt Nhiên buông tay khổng phỉ phi ra, mày ghê tởm đến tận sâu trong tâm hồn, thì mãi mãi không xứng có được người đàn ông như thế. Khổng phỉ phỉ vẫn cố chấp, không. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc tao thua mày ở đâu chứ? Mục Diệt Nhiên dùng viêm ngục, những ánh lửa toát lên, mày tự đi mà hỏi Diêm Vương ấy. Khổng phỉ phỉ đau đớn a a á, á, ngọn lửa bao quanh, dạ vô miên bị treo. Chị dâu chị dâu chẳng lẽ không cứu em xuống sao? Mục Diệt Nhiên lạnh lùng tự mình kiểm điểm vì sao lần nào cũng tự tìm đường chết đi. Giải trừ tiến hóa gen cấp 2, không ngờ sau khi hấp thụ toàn bộ nước trong hồ thì tiến hóa gen cũng tăng lên cấp 1, chỉ đáng tiếc tác dụng lại tăng lên, cấp 1 có thể duy trì 30 giây, nhưng cấp 2 chỉ có thể duy trì 7 giây, một cái gì đó rơi xuống, dạ vô miên gấp gáp, không xong rồi, không có hồ năng lượng cung cấp năng lượng cho toàn thành này đang rơi xuống rồi, toang rồi toang rồi, chúng ta toang rồi, Mục Diệc Nhiên cầm quạt phẩy một cái, hoảng cái gì chẳng phải còn có tôi sao, một cái vung tay, dùng cây cối trói lại đỡ lấy cái hồ dạ vô miên thở phào may quá cuối cùng cũng an toàn rồi mục diệt nhiên nói không vẫn chưa đủ tòa thành này lớn quá cây cối xung quanh không chịu được trọng lượng của nó dù thế nào thì tòa thành này cũng sẽ rơi xuống thôi những sóng nước ập đến tạo ra như biển trời dạ vô miên cảm thán chị dâu lợi hại thế mà dùng dị năng tạo ra con sóng khổng lồ đến vậy dùng sợ bạc kết nối các cây xung quanh lạ với nhau để giảm bớt lực của tòa thành này trước sau đó dùng nước để giảm sóc cuối cùng thì để mọi người an toàn tiếp đất thiên thu tuyết vươn tay ra trường thanh em bị thương rồi anh có thể xử lý vết thương dùng em được không mục diệt nhiên tiến tới trước mặt lãnh trường thanh anh đừng làm để tôi thất 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 xuất hiện phun nước lên người à thiên thu tuyết nghĩ thầm tên cha sứ thật trốn rồi sao con tiện nhân này không chỉ ngăn mình tiếp xúc với trường thanh còn bảo con chó nôn nước lên người mình thất thất bị mục diệt nhiên nhéo một cái bị chị bắt được rồi nhé biết ngay là cái đồ tham ăn nhà em sẽ ăn vụng mà ngay cả nước giếng chữa trị cũng lén uống chủ nhân chị đừng keo kiệt mà người ta giúp chị thu hoặc lúa mạch nuôi gia súc uống chút nước thì có sao đâu mục diệt nhiên quay sang mục thiên huy chú hai những đứa bé đó đâu ạ à? vẫn chậm một bước lúc chú đến đó thì phát hiện những đứa trẻ đó đã bị cọc gỗ hút hết máu đều đã chết rồi mục diệt nhiên an ủi chú hai chú đừng buồn hồ nguyệt nha cách nơi này không xa chúng ta tăng tốc đuổi đến căn cứ bí mật ở đó chú có thể cứu thêm nhiều người hơn rào 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 tiếng động lạ âm thanh này chẳng lẽ còn có kẻ địch dạ vô miên nằm trong hồ ha 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 nước lành lạnh thoải mái quá tiểu miên tôi hỏi cậu một câu chị dâu cứ hỏi mục diệt nhiên hai tay nắm vào nhau cậu muốn ăn đánh lắm phải không dạ vô miên giật mình ngồi dậy sáng hôm sau cả nhóm trên chiếc xe di chuyển mục diệt nhiên dựa vào vai lãnh trường thanh may mà chú hai đã sửa chiếc xe việt xã này ở trong đống đổ nát của thiên không thành nên mình mới có thể nghỉ ngơi giữa đường được bên con suối một tên tóc bạc cầm cây dìu lớn thứ vô dụng chút chuyện nhỏ cũng làm không xong còn muốn chạy trốn cây dùi đâm thủng cơ thể tên tóc vàng khổng phì phì cũng ngu thật hải minh cử phân thân nhân cách già đến nhặt xác trời bắt đầu tối đoàn người mục diệt nhiên dừng xe lại đây là điểm dừng chân cuối cùng trước khi đến hồ nguyệt nha hồ nguyệt nha nằm sâu bên trong lòng sa mạc chúng ta phải ở thôn này bổ sung trước khi đến đó để tránh xảy ra chuyện bất chắc chúng ta giấu xe việt xã đã đi bộ vào thôn mục diệt nhiên quan sát từ sau khi có mưa máu tất cả đất đai đều trở nên khô cằn ngoại trừ thực vật biến dị thì chẳng có thực vật bình thường hay cây nông nghiệp có thể sinh trưởng nhưng vì sao đất ở đây lại có thể trồng lúa mì một người nông dân phát hiện thấy nhóm mục diệt nhiên mau đi báo với bà đồng có người lạ vào tôn bữa cơm thịnh soạn bà lão ngồi phía trên các vị đường xá xa xôi đến đây thân là bà đồng nơi này tôi thay mặt các thôn dân thôn thiên nữ chào đón mọi người đang lúc tận thế chắc mọi người đói bụng lắm xin hãy cứ ăn uống thỏa thích các món trên bàn mục thiên huy tiếp lời cảm ơn đã tiếp đãi nhưng mà thưa bà nhưng mà thưa bà tôi thấy trên bản đồ thôn mọi người là thôn ôn tuyền mà mục diệt nhiên nghi ngờ lạ thật từ khi vào thôn đến giờ mình chẳng thấy người đàn ông nào bà đồng đáp cậu nói không sai Thôn chúng tôi vì có rất nhiều suối nước nóng cho nên trước đây gọi là thôn Ôn Tuyền, nhưng sau khi tận thế đến, một vị thiên sứ đã đến thôn chúng tôi, cho nên chúng tôi đổi tên thành thôn Thiên Nữ, mà sở dĩ đất đai trong thôn chúng tôi có thể trồng được cây nông nghiệp là vì nhận được ân huệ của thiên nữ đại nhân. Đúng lúc nửa đêm nay chúng tôi tổ chức nghi lễ cúng thiên nữ vào mỗi tháng một lần, nếu các vị có hứng thú thì có thể tham gia. Bà Đồng đứng dậy, "Nhưng mà muốn tham gia thì phải tắm rửa sạch sẽ trước." Mục Thiên Huy nhỏ giọng, "Thiên nữ à, đối với người theo chủ nghĩa khoa học như mình thì thật sự không thể tiếp thu cách nói này." Bà đồng bước đi, tôi phải đi chuẩn bị cho lễ tế tối nay, xin phép đi trước. A liên lát nữa cô dẫn khách đến suối nước nóng tắm rửa sạch sẽ, mục diệt nhiên. Hừ không cho bọn mình cơ hội từ chối, chuyện tham gia nghi lễ cứ thế sắp đặt, mình không cho rằng đây là sự hiếu khách đơn thuần, tại suối nước nóng. Thiên thu tuyết vừa tắm vừa đang suy tính, mình tặng trang sức tinh xảo cho A liên, bảo cô ta dẫn một mình trường thanh đến hồ tắm, mình lại đến trước đổi bảng phòng tắm nam và nữ với nhau. Lát nữa trường thanh vào phòng nữ gặp phải mình đang trần trụi, sau đó chúng mình, mục diệt nhiên đứng ngoài nghi ngờ nếu như cả thôn này chỉ có phụ nữ vì sao suối nước nóng phải chia phòng nam nữ đàn ông trong thôn rốt cuộc đi đâu rồi cô bước vào trong cái thôn này quả nhiên có dấu bí mật không thể nói cho người khác biết a liên đang dò hỏi dạ vô miên và mục thiên huy xin hỏi hai người ai là lãnh trường thanh cô hỏi lão đại à anh ấy đã hỏi người khác vị trí của suối nước nóng rồi tự mình đến phòng tắm trước rồi dạ vô miên vươn vai ăn uống no nê rồi tôi cũng muốn ngâm mình chị gái phiền chị dẫn đường dùng tôi có lẽ chị dâu cũng tự mình đến trước rồi mục diệt nhiên ngâm mình dưới suối nước nóng thoải mái quá cảm giác mệt mỏi vì liên tục chiến đấu nháy mắt đều tan biến um tôi cũng cảm thấy vậy lãnh trường thanh ngâm mình bên cạnh mục diệt nhiên giật mình vì sao anh lại ở chỗ này lãnh trường thanh tiến sát lại câu hỏi này tôi phải hỏi em mới đúng vì sao em lại vào phòng tắm nam không thể nào tôi còn chú ý đến bảng hiệu ở cửa sao có thể đi sai được chứ là anh lén đổi bảng sao em coi tôi là người như thế sao mục Diệc nhiên tức giận đàn ông lãnh trường thanh đắc ý làm người đàn ông của em cũng không phải không thể mục diệt nhiên sát lại hơn nữa bớt chiếm hời đi tôi muốn nói đàn ông quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới giọng nói bên cạnh vang lên tiểu miên cậu kéo tôi vào phòng tắm nữ làm gì mục diệt nhiên mặt đầy tức giận tôi đã nói là tôi không đi nhầm mà sao có thể dạ vô miên ngu ngốc anh nghĩ xem lão đại và chị dâu đều đến phòng tắm trước rồi chị dâu chắc chắn sẽ lựa chọn đi vào phòng tắm nam bởi vì lão đại ở bên trong đó dạ vô miên mở cửa ra anh xem phòng tắm nữ chẳng có ai dù cả đoạn đường hai người họ không có cơ hội lén lút yêu đương chúng ta đừng đi làm phiền họ nữa không phải chứ chẳng nhẽ bị thằng nhóc này nói chúng rồi tiếng bong bóng ủng ục lãnh trường thanh và mục diệt nhiên lặn dưới nước tên nhóc này xem mình có dạy dỗ cậu ta một trận không không thể nào để cậu ta làm người bình thường được mục thiên huy lên tiếng không đúng thiên thu tuyết kia sao không ở đây chẳng phải cô ta cũng đi từ sớm rồi sao quan tâm cô ta làm gì với lại không phải ai cũng giống tôi có lẽ cô ta lạc đường rồi mục diệt nhiên và lãnh trường thanh dưới nước chết tiệt cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách không thể để bọn họ ngâm lâu được bọn mình phải nhịn thở bao lâu đây um hết cách rồi mục diệt nhiên tiến tới hôn lãnh trường thanh chỉ có lợi cho anh tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng